Chị Tư làm cái gì của mày mà mày bảo chị Tư làm phải nấu cơm ngon cho mày ăn? Thôi ra đây ăn cơm. Ra đây. Ra đây ăn cơm đi. Ngồi đó chị đó. Ra đây ngồi ăn làm hoàng vào. Con không ăn được thì thôi. Ngồi xuống hàng này. Kiếm thì ai mà ăn được? Chị ăn thì được ăn đi, em chẳng ăn. Mày ăn được cái này là tướng lắm rồi, hiểu chưa? Mày đừng có tin tướng. Mày ở đây mày làm hoàng vào. Dậy đi. Dậy đi mà đi xem bưng bê cơm cho chị Thư này. Chị làm em tí em nào? Em đang bận lắm. Suốt ngày ngủ ngủ chả làm được việc gì. Em xem chị Thư xem, chị nấu cơm từ sáng đến giờ. Bây giờ mình xuống phụ chị đấy, bưng mâm cơm ra đây để ăn. Thế chị phụ em một tí, em đang bận lắm. Phụ mày, tí có sao không? Mày lười lắm. Con này không phải nhờ nó đâu, kề nó đi, nó lười lắm. Phụ tí chết mà Thư phải xài sao? Thôi anh em mình đi xuống bưng cơm hộ Thư rồi chứ. Nó nói cái giọng đấy em biết rồi, Thư hiểu rồi. Nó lười lắm, kệ nó đi. Ủa, cơm ơi, ơi. Con không có bê được mà. Chị để em bếp bê không cho chị ạ. Em ơi, lấy chị nấu cơm ở đây ăn cơm nhá. Gọi anh Kiên vào đi ăn cơm đi. Kiên ơi. Kiên ơi, ăn cơm ấy ạ. Anh Kiên ơi, vào ăn cơm anh. Chúng anh nghỉ tay vào ăn cơm. Xong rồi ạ. Con vào xong rồi. Bếp ơi, lấy rồi tới rồi cơm trong nhà nhá. Ăn cơm ạ. Xong rồi ạ. Vâng, vừa ăn xong rồi. Chảnh đi. Vào đây ăn cơm. Thôi anh đâu? Ông gọi Phương ra ăn cơm. Ra ăn cơm em. Dậy ra ăn cơm đi. Con nằm đó. Ra ăn cơm đi, gì nữa. Nằm mãi trong đấy. Ra ăn cơm đi em. Ra ăn cơm thì bữa ăn cơm tự ra đi. Cơm này chị Thư nấu ngon đấy. Nay Thư kho cá à? Vâng, vừa kho cá. Thơm lắm. Câu đi chờ anh mày đi xuống kia lấy cho anh đồ. Lấy hàng giao hàng khách à? Cho hàng. Chờ 2 giờ người ta lấy hàng. Ăn cơm đi em ơi, tôi tắt điện thoại đi. Đến giờ ăn cơm thì ăn cơm đi, cứ dùng điện thoại. Đến bữa ăn cơm thì ăn. Em mời chị ăn cơm. Lại cá à? Sao lại gì nấu cá em? Sao không em? Em bị ăn cá. Mẹ không nấu cá rồi chứ không nấu cá em. Em sao vậy? Làm sao? Mẹ em không ăn cá rồi, cá chân bạch như này là ăn được. Bây giờ chị nấu món này rồi, bây giờ chủ có ăn thôi. Đúng rồi chị, mất công chị nấu. Em chưa ngày nấu cá đây. Mày nói chị vừa phải thôi Phương Anh ạ. Ôi trời ơi, kệ em. Em không ăn được đấy mới cái ăn thôi. Chị Thư xuống nấu cơm cho mày chơi điện thoại từ vừa nãy tao không thèm nói gì thôi nhá. Em nói đúng mà. Nói đúng cái gì? Sao ăn được? Cái tao hỏi mày bây giờ nhá, người ta nấu cơm cho mày rồi. Mày ăn đi. Mày chơi điện thoại từ giã giờ mày xem mày làm cái gì không? Hả? Chị đã nấu cho ăn rồi, không cảm ơn đến tôi lại còn chửi. Bây giờ chị nấu cá cho mày ăn rồi. Mày bảo mày có thể ăn. Thì ăn có sao đâu, nhưng nó suốt ngày nhìn nó đến rồi như thường nó suốt ngày nhìn nó cá như này. Thì mày thì ăn cái gì? À mày ăn cái gì? Thì em nấu thịt đi, suốt ngày nhìn nó cá. Thì chị bình thường chị vẫn nấu thịt cho mày ăn đây. Thì cho em ăn bao giờ? Phải biết là nó đến này em nấu ấy. Không giúp chị Thư thì thôi. Còn mày không giúp thì thôi, mày đừng ăn thì thôi. Thôi em chẳng ăn nữa, cơm như này như chó ăn nên bố em ăn được. Mày thay đổi gì ấy hả? Người ta nấu cơm cho mình ăn rồi. Mình cũng chỉ là học viên, mình đến đây mình học. Chị Tư chị đang bầu bì, chị Tư đang như thế này rồi. Với cả chị Tư cái lại hỏi mày nhá, bây giờ chị Tư chị có trách nhiệm gì chị nấu cơm cho mày ăn? Chị Tư có phải là mẹ của mày không? Hả? Ta chị Tư là cái gì của mày? Chị Tư là cái gì của mày mà mày bảo chị Tư là phải nấu cơm ngon cho mày ăn? Thôi ra đây ăn cơm. Ra đây. Ra đây ăn cơm đi. Ngồi đó chị đó. Ra đây ngồi ăn làm hoàng vào. Con không ăn được thì thôi. Ngồi xuống hàng này. Kiếm thì ai mà ăn được? Chị ăn thì được thì ăn đi, em chẳng ăn. Thôi mà còn đồ đi xem rồi tối chị nấu món khác cho em ăn. Ôi chú khoa ăn đi, bây giờ chị Thư đã nấu rồi. Một bữa cơm này cũng mới hai cái đĩa té này, ai mà ăn được? Mất công chị nấu thì phải ăn đi chứ. Thôi ăn đi. Cần nhắn gì? Ăn nấu cá ngon mà. Có ăn cái gì trắng bạch như này em ăn được? Bây giờ nhá, mày không ăn được thì tôi tao thật mày luôn này. Bố mẹ tao ấy còn không có ăn đâu. Mày ăn được cái này là tướng lắm rồi, hiểu chưa? Mày đừng có tin tướng. Mày ở đây mày làm hàng nào.
nào ấy. Em nói đúng mà. Em bảo gì Phong Anh? Mày làm gì đấy hả? Mọi người đang ăn cơm mà. Mày qua đã ăn vừa thôi chứ mày đốt nghèo quá là. Cả buổi sáng chứ bắt không chỉ nấu ăn cho em thế rồi em còn mất tiền sao? Nấu như cái gì ấy? Mày là làm hết vậy à? Em nhìn kìa. Mày hát như thế này à hả? Đây. Thế này mày ra mày xem này, cá mày gì đâu. Mày ăn nhéo đâu. Thế mày nói như thế nó nhéo của thằng chó à, bây giờ mày xem đi. Mày ăn như này, ai ăn được? Chị đã mất công chị nấu cả buổi sáng đây rồi em mới mất tiền như thế nữa chứ. Thôi kệ đi. Đồ ăn đi. Kệ nó đi chị ạ. Đi nhặt ở đâu mày? Đây, mày đi vào nhà. Mày cút vào nhà đi. Sai rồi đấy, đi vào nhà đi. Mày vừa mày phải thôi. Mà anh không ăn thì thôi, mày làm như thế à? Mẹ con này mày cốn nạn là vừa phải thôi nhá. Chị nói ít rồi. Tao hỏi mày bây giờ chị nấu cơm cho mày ăn. Thôi được. Chị nấu cơm cho mày ăn, mày ăn cơm như này à? Hả? Thế tao hỏi mày mày có ăn được thì thôi, mày đâu mày ăn, mày tại sao mà nói chị cứ như thế? Em nhớ trong ăn, anh vừa vào kia, anh cứ nước em bắt em ra đấy. Em cũng ăn được để mọi người ăn chứ, tăng mâm cơm em hết đi, mọi người ăn bằng gì? Thôi chị ạ, kệ nó đi chị ạ. Chị mắc vào đi. Thôi kệ đi. Kệ nó đi chị ạ. Nó không ăn mình ăn làm sao đâu. Mà cứ công còn nấu cả buổi sáng để chúc mọi người ăn. Mất công thì em chỉ thư nấu. Kệ nó hết đi thế này. Con đi nhìn đi, cứ nhìn đi. Đồ ăn thì ngon này, nó bảo là không ngon. Bây giờ mày ra mày dọn mẹ ngoài kia đi. Đéo ơi, mày ra ngoài vận ngoài kia đi. Đéo ơi, ra ngoài đi. Em mà vô đi, em ra vào đi. Ra ngoài đi, mày còn ngồi đó mất cái. Ủa leo, bây giờ nó cho mày vào trong xem tao, mày học, mày nói như thế. Anh bảo rồi nhá, mày là con gái. Mày ở đây mày được kết hợp với chị Tư. Mày giúp chị Tư. Bây giờ chị Tư, chị là con gái, chị Tư với anh vừa cưới nhau xong. Bây giờ mày phải ở đây mày giúp đỡ chị Tư chứ. Đấy, chị nhận em đâu em phải giúp. Anh chị cưới em thì anh chị em nhưng mà đéo gì em. Chị rất là quý em mà chị không nghĩ em như thế đâu, Phương Anh ạ. À. Không hiểu con này bị sao nữa, chỉ là một bữa ăn thôi mà, con có gì phải là quan trọng đâu mà em mà như thế. Chị Thư thưa, chị Thư giúp. Thế mày ra mày dọn cái đống này vứt vừa đổ đi. Em chịu, ai nấu thì đi mà dọn. Em là người đổ mà. Bây giờ kệ đi, kệ đi. Kệ đi. Bây giờ không, con này hôm nay chắc là mẹ sẽ chia tay người yêu hay là gọi gì bận bịu cái gì hay là làm sao lại bắt đầu giận cái ra thớt mà. Đừng có kiểu như vậy. Đừng có kiểu mà đi qua đi, cả người yêu thôi, chửi anh em mà không kèm. Đấy là việc của anh. Mày im mồm đi. Nó im mồm đi. Mày xem mày làm như thế được không? Mày ngồi trong đó mày im mồm đi. Đang ăn cơm mày mất con. Người ta nấu cơm cho cả buổi chiều rồi, buổi sáng rồi. Nhớ được cái gì luôn đấy. Mày nhảy, cho mẹ cái này mà mồm mày đấy. Mình cứ là nhảy ngồi đấy, mình là nhảy. Nãy chờ hội em đi. Mày im mồm đi. Đi vào kia, mày. Mày cút vào. Đi ra ngoài ăn hơn. Cơm chó ăn cái bố mày ăn được. Mày đi dọn ngay này đi. Mày đi dọn đây. Ăn ngoài, ăn ngoài. Nè, lười, con gái hơn nữa, lười, suốt ngày nằm chảy cây đó. Anh đừng có nói. Cô đi. Cô không nói. Thôi. Hôm bây giờ người ăn bẩn này không ăn được hay em không ăn nhá. Ăn bên kia vẫn sạch mà bên này bẩn, vứt đi, vứt đi. Bên này bẩn rồi, cho chó. Mày vứt đi anh ạ. Cố nặng thôi đấy, đang mồm cơm, đang ăn ngon. Thôi hay là xem quả mì tôm không phải nấu cho lên kia chiều còn đi làm nữa. Thôi không sao, ăn lại cái này. Em nấu mì tôm anh nhá. Thôi không cần, ăn nốt này thôi. Kệ đi mọi người ăn đi, không sao đâu. Có gì ăn đấy đi. Mẹ nó đéo phải là bộ bà vàng đâu mà hầu được. Mẹ nó nấu vừa mua bữa cơm ra như này rồi còn chê, còn bảo là không ăn được cá. Không ăn được cá thì thịt. Chiều nó hơn cả bố mẹ nó rồi ấy mà nó vẫn còn kêu. Đến đây học, nó mới chia tay thằng Dung xong. Nó mình cho nó vào trong tem, Dung bảo cho vào trong tem. Đấy, sang Dung thì cả sang nạp với mình luôn. Thế là cả nó cũng vào trong tem mình. Thế bây giờ cho nó sang đây ở đây. Anh em đấy. Mẹ chứ trước đây nó yêu mày nó cũng lười thế à? Nó lười suốt ngày ở nhà trong phòng ấy. Sao rồi sang đây tính thế? Nên em không chịu được tính nó nên em không yêu nó nữa, cho nó làm cùng anh đây. Cứ lúc mà nó yêu Dũng ấy, vợ không quý mến nó chứ có bao giờ đối xử tệ. Bây giờ nó yêu thằng nào khác rồi mà. Em không biết nữa, thấy suốt ngày cùng nhắn tin với ai, gọi điện với ai suốt. Nó yêu mày cũng đéo nhưng chân thành thôi mà bây giờ. Nó lăng nhăng lắm. Bây giờ kệ nó chỉ là người học viên trong tem thôi, nên nó kệ đi. Kệ nó luôn đi anh. Đi thư ăn đi, thư ăn đi. Chị thư ăn đi, không đấu lướng rồi. Mất công chỉ nấu, giờ nó làm như vậy ấy. Bao công nấu rồi ăn đi cho nó nói. Cho nó ăn đi thì anh đi làm. Ăn đi. Mọi người ăn đi. Nó mất công này.
bắt mâm cơm này mọi người này. Mẹ đưa hết mâm cả mâm cơm như này xong nó ra nó nói mình nó biết là nó là con gái, nó nói mình không biết là một cái gì mà con này. Con đi láo thật, công nhận là quá láo luôn. Mà nó mới đến căn mình 2-3 ngày anh ạ. Mà nó đã thái độ này rồi. Ừ. Con này phải dạy bảo tử tế được. Thôi kệ đi. Có gì để chiều em nói chuyện với nó xem sao. Thôi mày nói. Con này không chỉ cần gì phải nói với nó chứ. Con này phải giải nó. Nó phải xin lỗi rồi mình ấy. Nó là người sai mà. Sao mình phải xin lỗi nó? Con nó cũng là học viên mới, để có gì chiều em nói chuyện với nó. Anh với cả mọi người đừng chửi nó nữa. Để chiều em là con gái với nó em nói chuyện xem sao. Thôi bây giờ vợ không phải nói chuyện đâu. Ai đưa đấy, ai sai thì xin lỗi. Mình chỉ phải biết tụi con này thay đổi như thế làm sao nó chịu được. Ăn cơm thì ăn đi, còn chiều đi làm nữa. Bây giờ đi làm mọi người ăn đi. Còn lên gói hàng các thứ nữa con. Bực con này nhờ. Bực con này nó... Tính nó như vậy là nó chật. Mà nó mình sau mà tư bướng mình vả mặt nó cái. Không, em không vả đâu, không mà nó là học viên. Chẳng nghe bây giờ chồng là con trai rồi đánh nó. Nó láo là phải chửi nó ngay. Phải dạy nó chứ chị. Bạn cứ để đấy nó cưỡi đầu kẹp cổ bạn chồng đấy. Chồng là con trai rồi lại đi đánh con gái. Không để như thế được, chị xem để... nó thay đổi với chị như thế. Tối nó đi, chắc là nó đi ăn về xong rồi về em nói chuyện với nó xem. Mẹ nó nhiều tiền rồi nó đi ăn quán mà. Thôi thì con này hết nó nấu với con này luôn này.